Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử đồng hương. Hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2020. Chúng ta đang có mặt tại chùa Pháp Nhãn, thành phố Austin, thủ phủ tiểu bang Texas, Dịch Trung Quốc Hoa Kỳ. Giờ này là giờ sinh hoạt Phật Pháp và giờ sinh hoạt tụng kinh và ngồi thiền. Tại chùa Pháp Nhãn, chúng con trước hết đời đầu kính lễ chúc sức khỏe chư tôn thiền đức tăng ni và kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý Phật tử đồng hương luôn an lành trong chánh pháp. Giờ này là giờ sinh hoạt Phật pháp. Mời đại chúng bắt đầu lắng nghe. Nam mô Sakya Mody Putraya. Today we are very happy to be here and now at Pháp Nhãn Temple. First of all, I would like to invite the whole Sangha to listen to the Dharma talk and then chanting the Buddha Dharma in Vietnamese and English together. Now I would like to invite the whole Sangha to practice a few minutes meditation. Và mời đại chúng bắt đầu chúng ta thực tập thiền tập khoảng một vài hơi thở vào và hơi thở ra. Hãy kính mời toàn thể đại chúng. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông nguyện người nghe tỉnh thức sitting, practice meditation together with the Sangha today. In, out, slowly and happily. Now please open your eyes and smile together. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học về những cái bài học thiên nhiên do tác giả chính là thầy Trường Sĩ viết, là do chúng con đây thì viết
về tiếng Việt và tiếng Mỹ, thì mời đại chúng hôm nay chúng ta có duyên lành học trực tiếp những bài học thiên nhiên để chúng ta hiểu thêm qua quá trình chúng ta học vừa tiếng Việt và vừa tiếng Mỹ. Thì bài học thiên nhiên á, những hình ảnh như cách đây vài hôm quý vị thấy trên Facebook rất là nhiều và đa dạng, hình ảnh nào là nó minh họa và hình ảnh ấy chẳng hạn như là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, rồi sau đó là học hạnh của cây, học hạnh thiên nhiên, của sấm, của mặt trời, mặt trăng, vân vân. Thì hôm nay mình là bữa học thiên nhiên đầu tiên, thì lời nói đầu tiên và chúng ta bắt đầu và học pháp và nghe pháp. Nơi đây chúng con xin gửi năng lượng từ bi đến toàn thể đại chúng, kính chúc sức khỏe luôn an lành trong chánh pháp, và kính chúc đại chúng bắt đầu luôn an vui trong Phật pháp tăng tam bảo. Bây giờ mời đại chúng chúng ta xem trên màn ảnh, chúng ta bắt đầu mở ra, ai có laptop, ai có iPad, ai có iPhone thì mời đại chúng bắt đầu nhìn trên màn ảnh. Mời đại chúng quý vị xem đi nha. Trước hết là quý vị vô cái trang web là dhammai.net. Dhammai.net đó quý vị thấy không? Đó quý vị mở ra, mở cho nó vậy. Đáng lẽ là viết tiếng Việt nhưng mình ở Mỹ mình phải viết cái tiếng này để mình viết cả hai ngôn ngữ đó, tiếng Việt, tiếng Mỹ, cho những người bạn người ta muốn tìm hiểu tiếng Mỹ người ta xem thêm dhammai.net. Xin quý vị vào trong cái bài này thì quý vị có thể đánh là dhammai.net, sau đó quý vị enter thì nó ra đó, thì nó ra cái ba màn trang hình này, giao diện là có Đức Phật Bổn Sư, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, dưới ánh trăng sao mai vừa mọc thì Đức Phật đã thành đạo giác ngộ đó quý vị thấy. Thì chùa Pháp Nhãn Dhammai chọn cái hình Đức Phật thành đạo để làm trang web, đã mời quý vị có thể vào. Thì ở bên là English, ở bên là tiếng Việt Vietnamese, ở bên là English. Đây là bánh xe chuyển Pháp Luân, bánh xe này là tiếng Phạn gọi là Dhamma Chakra. Dhamma là Pháp, Chakra là Luân, là bánh xe, là cái sự xoay chuyển, là bánh xe Pháp đó, quý vị thấy không? Nó chuyển từ bên trái qua bên phải đó, từ theo kim đồng hồ. Thì tám cành này là mình học gọi là right view, right talk, right speak, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration, gọi là Arya Margo, tức là con đường thánh có tám nhành đó, hay là có con đường có tám phương pháp tu tập. Quý vị thấy không? Đó là cái bánh xe này biểu tượng, cái logo này là biểu tượng cho Phật giáo. Trong cái bài kinh đầu tiên đó, bài kinh Dhamma Chakka Pavattana Sutta là bài kinh chuyển Pháp Luân, hay là bài pháp đầu tiên, tiếng Việt dịch là bài kinh Tứ Diệu Đế, hay là bốn chân lý màu nhiệm. Thì trong cái bài kinh này á, cái phần chính của cái phần thứ ba, cái Diệu Đế thứ ba, thì nói về Bát Chánh Đạo là con đường có tám phương pháp tu học, là chính là con đường Bát Chánh Đạo. Mà cái logo này á là tượng trưng cho cái biểu tượng của Phật giáo là Bát Chánh Đạo. Quý vị học và quý vị thấy, nhìn thấy bánh xe mình nói biết bánh xe thôi, chứ không phải đây là cái biểu tượng nghĩa đen. Nhưng mà nghĩa bóng á là chỉ cho bánh xe pháp luân chuyển trên thế gian này, nhớ đó, bánh xe pháp luân chuyển trên thế gian này. Do đó nó có biểu tượng là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh kiến là cái thấy chân chánh hay là cái thấy đúng, chánh tư duy là cái nghĩ đúng. Và từ từ mình học Bát Chánh Đạo thì mình sẽ nói phân tích cái này chi tiết hơn đó. Thì quý vị thấy cái logo trang web của chùa Pháp Nhãn đó, thứ nhất là quý vị mở vô dhammai.net đó, quý vị thấy hình Đức Phật Bổn Sư ngồi chứng đạo dưới cội cây Bồ Đề, và có
cái hình ảnh Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề mà có ánh sao mai mọc, người thấy không? Đó, đây là trang web dhammaeye.net, mở vô thì nó được dày. Thì bên đây là English, bên đây là tiếng Việt và logo, dưới này là chùa Pháp Nhãn và cái địa chỉ, đó quý vị thấy. Thì mời đại chúng, nếu mà chúng ta click vào tiếng Anh á, thì quý vị á, click vào tiếng Anh thì nó sẽ bung ra đó, cái bài này. Mời đại chúng chúng ta theo dõi từng bước. Thì trong này á, nó có nhiều bài rất là phong phú. Nếu mà quý vị có thời gian, quý vị sẽ vô, quý vị sẽ tha hồ mà trong cái biển Phật Pháp, quý vị tha hồ mà đọc và học rất là nhiều bài ở trên này. Trong này kinh điển và những bài tiếng Mỹ này kia, thì quý vị thích bài nào quý vị đọc bài nấy từng bước từng bước. Thì hôm nay chúng ta có duyên lành là chúng ta học hạnh thiên nhiên, gọi là nature lesson, natural lesson with diverse and rich images, tức là học hạnh thiên nhiên. Quý vị lướt vô, đó là tiếng Mỹ nha. Thì quý vị lướt vô tiếng Mỹ thì đó là phần tiếng Mỹ nha. Còn bên tiếng Việt cũng ngay từ đầu, ngay từ đầu thì quý vị ra lại. Bữa nay mình học cả tiếng Mỹ và tiếng Việt, thì quý vị cũng đánh chữ dhammaeye.net, nó ra cái hình giao diện gì thì quý vị lít vào tiếng Việt, Việt Nam đi lít vào tiếng Việt, thì quý vị tìm vào học hạnh thiên nhiên. Thì trong đây á thì có tiếng Việt rõ ràng, bên tiếng Anh sao là tiếng Việt cũng vậy, rất là phong phú. Những cái hình ảnh đây á là những bàn tay mà đưa lên á, là ý nói nâng đỡ trái đất này á, nó là cái sức cộng đồng, cái sức cầu nguyện, cái sức tu học, cái sức của đại chúng tu học. Thì mỗi người mình đem cái tâm học Phật Pháp, mỗi người mình đem cái tâm thiện để mình cầu nguyện, và mỗi người mình á, cùng cầu nguyện trong lúc này, hay là thực tập điều lành, điều phước trong lúc này, thì sớm, không trước thì sau, thời gian ngắn, thời gian trong giai đoạn ít lâu sau, thì virus corona toàn cầu này sẽ chấm dứt thôi. Thì mình cũng đem cái tâm tu học Phật Pháp, mình cố gắng làm cái việc có ý nghĩa. Thì quý vị á, khi mà quý vị vào á, thì quý vị thấy á, là trang web vô tiếng Việt á, thì quý vị thấy á, là có cái trang web này, thì quý vị kiếm cái bài học thiên nhiên. Thì cái bài học thiên nhiên ở dưới này, quý vị lăn cái con chuột ở dưới này, quý vị thấy là đó, đó trong này quý vị mở ra không? Thì nó có nhiều cái hình ảnh đây á, thì quý vị từ từ quý vị vô. Thì trong đây á, có kinh tụng và hành trì Phật Pháp hàng ngày. Trong này là một cái cuốn sách rất là nhiều. Thì quý vị thích bài kinh nào, quý vị vô bài kinh ấy. Hoặc là nghi thức tụng kinh cầu nguyện hàng ngày, vân vân. Nói chung là trong đây rất là nhiều. Quý vị tùy theo quý vị thích. Thì chúng ta sẽ học từng bước từng bước. Thì hôm nay á, là mình học hạnh thiên nhiên. Chúng ta có cái bài tiếng Việt, thì quý vị lăn bánh xe con chuột xuống. Đó là những bài học thiên nhiên với hình ảnh đa dạng và phong phú. Mời đại chúng chúng ta click vào, chúng ta học. Thì hôm nay học từng bước. Thì trước nhất á, là chúng ta học hạnh thiên nhiên. Thì mời đại chúng hôm nay vì học thiên nhiên cho nên á, những bài học thiên nhiên với những hình ảnh đa dạng và phong phú. Tác giả là thầy Thích Thường Sĩ. Đây cái hình của thầy chụp hồi ở chùa Cô Lâm, hình này rất là đặc biệt. Cái ông sư này sao mà cái Phật kia làm vậy à? Cho nên thấy cái hình nó ná, cho nên cái hình này đến nhờ anh Tài, là con của chú Thiện Tâm đó, ở bên Seattle. Cái Thiện Tài lúc đó đang học đại học thôi, nhưng mà em nó, cháu nó rất là dễ thương. Lúc mà đi ăn cơm kiếp hạ đó, lúc nó còn ở Cổ Lâm ở Seattle á, thì lúc nó đi kinh hành sao em nó thấy ông sư này vui vẻ nha. Đã đi kinh hành rồi mà còn phá cười giống Phật Di Lặc nữa, tự đi ngang mà Phật Di Lặc á, cho nên thấy cái hình ảnh đó, thấy vui, cho nên nó đứng đó chụp cái thiện thơ chút em Tài đó, chụp cái hình ảnh này nó rất là đặc sắc. Do đó mình cũng làm cái hình giao diện cho cái bài học thiên nhiên này. Thì mời quý vị nè, quý vị đọc từng câu từng chữ nè. Như chúng ta biết, mỗi ngày gia đình mình nên dành thời gian thích hợp để hướng dẫn cho các em hay là cho con cháu của mình đó, một bài học thôi, cả tiếng Anh và tiếng Việt. Tốt lắm, dạy Phật Pháp cho con lúc này, khi con nó còn nhỏ thì con của mình dễ dàng tiếp thu nhanh. Đi nhớ chỗ này nha.
khi mà con cái của mình á, mà mình dạy mà con cái lúc còn nhỏ đó, thì mình dạy cho em đó, chính là mình dạy cho mình rồi, mình học cho mình rồi. Thì tiếp theo là hãy uống trê khi trê còn măng. À, tức là mình uống trê khi trê còn măng, nhớ chỗ này nè, cái đó là nghĩa đen. Khi làm được như vậy á, thì người cha, người mẹ và người chị, người anh trong gia đình á, thì trở thành nhà giáo dục giỏi trong gia đình. Quý vị thấy không? Rất là ý nghĩa. Làm có cái từng bước như vậy đó. Đừng có đợi trê già rồi mới uống, lúc đó khó lắm. Quý vị lưu ý chỗ này nè, trê mà nó lớn rồi á thì uống á là khó lắm. Cho nên á, quý vị nhìn trên bảng quý vị thấy rất là đặc biệt. Đó, cái hình ảnh nè, Đức Phật là một bậc đạo sư tâm linh. Người mà La Hầu La là, nếu mà ở thế gian á, La Hầu La là con của Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta. Mà khi mà Đức Phật Sĩ Đạt Ta Bồ Tát đi tu á, thành Phật rồi á, thì người trong gia đình á, là con của Ngài. Nếu mà ở đời còn đi tu á, là đệ tử của Ngài. La Hầu La lúc 7 tuổi đó xuất gia mà vô chùa, vô trong tăng đoàn ở. Thì lúc bây giờ cái người mà hướng dẫn á, để cho trực tiếp mà hướng dẫn á, là Đức Phật mời Xá Lợi Phất, Sariputta mời Xá Lợi Phất để dạy giảng trực tiếp cho La Hầu La. Cho nên nó muốn hướng dẫn cho em, cũng như hình ảnh của Đức La Hầu La đó, lúc còn nhỏ còn trẻ thì hướng dẫn cho các em. Lúc đó các em học vô như tờ giấy trắng ấy, thấm một giọt mực á, là người ta thấy điều, mà thấm bột màu trắng á, người ta không có thấy. Do đó hướng dẫn cho con cháu của mình, khi con cháu của mình còn nhỏ thì mình hướng dẫn rất là đặc biệt. Các em học, nhất là học Phật Pháp, học nhiều điều hay, điều lành, điều thiện thì các em nó tiếp thu nhanh lắm. Nhưng mà ngược lại mà hướng dẫn cho các em mà lúc này á, mà khi các em còn nhỏ mà cha mẹ không đóng một vai trò giáo dục, người giáo dục ngon lành á, mà để cho các em nó rong chơi. Nhất là cái mùa đại dịch này á, như vừa qua mình học cái bài kinh Người Biết Sống Một Mình á, thì lúc đó thì để các em đi rong hay là đi lang cà cho nó cái iPad, iPhone, thì lúc đó các em nó hư hỏng hết. Bây giờ mời quý vị đọc tiếp nè. Hãy làm điều đó tốt đẹp như Đức Phật đã từng dạy khi La Hầu La còn nhỏ. Hình ảnh quý vị vừa thấy đó không? Đó, hình ảnh thứ hai nè. La Hầu La lúc này á, là lớn dần và đi theo Đức Phật và làm đệ tử, và người hướng dẫn trực tiếp là tôn giả trưởng lão Xá Lợi Phất Sariputta. Đó, là La Hầu La còn nhỏ dễ thương, quý vị thấy hình ảnh không? Rất là dễ thương, phải uống dễ nắng còn nhỏ còn trẻ vậy đó. Chúc cả nhà mình thành công trong lĩnh vực giáo dục con cái. Đó, nhân mùa đại dịch bệnh corona toàn cầu này á, gia đình mình khéo hướng dẫn cho các con em của mình những bài học thiên nhiên bằng tiếng Mỹ và tiếng Việt thì tốt lắm. Quý vị thấy chữ cái cụm từ mà âm Hán Việt đó, nhàn cư vi bất thiện, có nghĩa là khi nhàn tức là rảnh rỗi, cư là ở, mà khi mà mình ở trú xứ mà rảnh rỗi quá thì nó sẽ trở thành bất thiện, tức là cái điều lành. Điều lành thì nó không tới, mà điều không lành nó sẽ tới các em đó. Cho nên rảnh rỗi quá mà mình không tập trung, không hướng dẫn làm điều lành thì lúc đó trở ngại. Cho nên nhàn cư vi bất thiện, rảnh rỗi quá mà la cà trên nét, la cà chuyện này chuyện kia thì nó sẽ hư hỏng hết. Khi các em rảnh rỗi lúc đó ở nhà mình không có ai hướng dẫn cho các em thì các em sẽ rong vào internet, dễ bị hư hỏng. Quý vị thấy không? Dễ bị hư hỏng lắm. Rất vui khi xem và thấy các em của gia đình Linh Trường, gia đình của cô Linh Trường đó, học giỏi Phật Pháp mỗi ngày. Dưới đây là những món quà tươi mát cho các em nhà mình đó. Thì những bài học này chúng ta sẽ tuần tự rồi học. Đây đó là tại sao thầy hướng dẫn vậy đó, là lý do quý vị vô Facebook ở nhà gia đình cô Linh Trường thì thầy sẽ hướng dẫn cho các vị thấy để mình dẫn nói có sách nát cái trứng. Thì quý vị thấy là cái Facebook của cô Linh Trường đó, mỗi ngày nè, mấy hôm nay ba mẹ lo không mang khẩu trang, nhưng mà hôm nay có thời gian dạy cho các em. Quý vị mời đại chúng chúng ta cho hướng trên màn ảnh để thấy gia đình cô Linh Trường dạy cho các em nó từng cái bài Phật Pháp, từng cái bài một để quý vị thấy. Mình xin mở cho quý vị coi nha.
Xin cảm ơn quý vị vừa coi cái màn ảnh. Bây giờ chúng ta đi vào từng bài mà đó là dẫn chứng gia đình rất là tốt và dạy cho các em. Trước khi mà chúng ta đi vào bài thì để cho quý vị thấy là các em nó cũng học rất là giỏi và nhờ người cha người mẹ trong gia đình đó, cho nên rất là hay. Thì mời đại chúng và chúng ta, như hồi nãy chúng ta biết đó, thì chúng ta học hạnh thiên nhiên, thì bên đó là bên tiếng Việt, bây giờ bên tiếng Mỹ. Mời quý vị click vào trang tiếng Mỹ, chúng ta kiếm cái học hạnh thiên nhiên, thì cái học hạnh thiên nhiên là Nature Lesson. Quý vị vô đây thì như nãy quý vị đã đọc tiếng Việt đó, thì cái bài thơ gọi là Bones of Growing to Practice the Virtue of Nature, tức là những bài thơ nguyện học hạnh thiên nhiên. Thì mời quý vị học là as we know, như các bạn biết, every day our family should spend our free time instructing our children to learn a lesson both English and Vietnamese very well, teaching the Dharma to them when they are very young. They can observe it quickly, bend the bamboo while it's still bamboo rough. In doing so, the father, mother, brother and sister will become good educators in our family. Do not wait for the old bamboo to bend at that time. It is very difficult. Tức là đừng có đợi tre măng già, tức là tre mà nó lớn lên á, nó lớn lên rồi, lúc đó mà mình uống á thì nó rất là khó. Do not swell as a Buddha
Do it well as the Buddha ever taught when Rahula was young. Quý vị thấy hình ảnh của Rahula không? Hãy làm tốt như là Đức Phật đã từng dạy Rahula đó. Wishing you all success in the field of children education. Hãy chúc các bạn thành công trong việc trong lĩnh vực giáo dục con cái. On the occasion of the global corona epidemic season, our family has skillfully instructed our children learning major lessons in Vietnamese and English so well. Lastly, unwholesome, tức là nhàn cư vi bất thiện. Lastly, unwholesome, when the children are raised at a time at home, there is no one instructing them. They will roam the internet easily damaged. Tức là nhàn cư vi bất thiện, rảnh rỗi quá thì nó sẽ hư hỏng, nó sẽ la cà. Khi các em rảnh rỗi nè, lúc đó ở nhà đó không có ai kèm cho các em thì lúc đó nó đi la cà trên internet á, thì dễ dàng bị hư hỏng. Very happy to see and watch the kids of a family Linh Trường studying the Dharma very well daily. Quý vị vừa coi nãy mà trên cái Facebook của cô Linh, gia đình cô Linh Trường hướng dẫn cho các em đó. Bây giờ mời quý vị chúng ta học từng bài rồi sau đó chúng ta sẽ nói từng cái ý nghĩa của mỗi bài nha. Below are the fresh gifts for our children. Dưới đây là những món quà tươi mát cho con cháu của chúng ta đây. Thì cái bài này quý vị là học hành của Đức. Thì mời đại chúng học tiếng Mỹ, sau đó đọc tiếng Việt, rồi sau đó nghe pháp thoại từng bài nha. Vow to practice the virtue of the earth, embracing the numberless things, being boundlessly tolerant and generous, supporting this world. Mời quý vị xem bên tiếng Việt, quý vị sẽ hiểu thêm nha. Thầy mời quý vị. Nguyện học hạnh của đất, ôm ấp vô số vật, bao dung rộng lượng thay, nâng đỡ thế gian này. Dạ, bây giờ mời quý vị nghe từng cái ý nghĩa của từng bài học hạnh thiên nhiên. Quý vị vừa thấy trên màn ảnh đó, quý vị cả tiếng Mỹ và tiếng Việt, như gia đình cô Linh Trường hướng dẫn cho các em, từ đứa nhỏ, đứa lớn và đứa giữa đều học hết. Thì quyền học hạnh của đất, ôm ấp vô số vật, bao dung rộng lượng thay, nâng đỡ thế gian này. Thưa quý vị, đất là cái nghĩa đen, đất là quả đi cầu, đất cũng là mặt bằng, đất có nghĩa là quả đi cầu. Mà tại sao mình học hành của đất? Bởi vì đất là quý vị thấy nè, nó hay lắm, là đồ sạch nè, đồ dơ nè, nước dơ nè, nước sạch nè, vân vân và vân vân. Trên thế gian này, cái quả địa cầu này chứa hết tất cả, nào là nước sông, nước biển, nước mưa, vân vân, và núi rừng này kia, cây cối, bất cứ cái gì nếu mà cái nghĩa lớn nghĩa rộng là trái đất này, cái quả địa cầu này. Còn mà nói nghĩa đen là cái miếng đất hay cái miếng đất bằng phẳng, thì ở đây nói rằng cái nghĩa đen nghĩa là mọi cái dơ, mọi sạch, mọi cái gì đó, hạt giống tốt, hạt giống lành, hạt giống gì đều chứa trên cái mảnh đất này. Thì đất này thưa quý vị, là chỉ cho cái tâm của chúng ta, chỉ cho cái tâm lòng, cái tâm của chúng ta. Nếu mà chúng ta mà mới ban đầu chúng ta sinh ra đây, là nếu mà duy thức học hay là cái tâm lý học Phật giáo, cái tâm này là chỉ cho là trong cái duy thức là nó có tám thức. Mà đây thức thứ 8, tức là cái tàng thức, mà chỉ cho cái tâm. Mà cái tâm này nó dung chứa, nó bao la, nó chứa cái, tất cả các hạt giống lành này, hạt giống tốt nè, hạt giống thiện nè, hạt giống ác nè, hạt giống bất thiện nè, đều chứa trong cái tâm của chúng ta. Cho nên đất này là nghĩa đen, mà dụ cho cái nghĩa bóng là dụ cho cái tâm của chúng ta. Thì cái tâm của chúng ta đó, nó chứa sầu, bi, khổ, ưu não, và những cái hạt giống tốt nè, hạnh phúc, khổ đau cũng do cái tâm của chúng ta hết. Quý vị thấy không? Cho nên cái tâm tốt cũng là do cái hạt giống tốt cũng do tâm ta mà ra. Mà cái hạt giống sầu muộn, khổ đau cũng do cái tâm của ta mà ra.
sầu muộn khổ não, ưu bi khổ ưu não là cũng do cái tâm ta, và cái tâm giác ngộ, cái tâm làm điều thiện, cái tâm làm điều lành cũng do cái tâm mà ra. Cho nên á, cũng người mà có tu tập á thì mình thanh lọc, mình chuyển hóa những cái phần mà xấu, cái phần mà bất thiện, cái phần mà khó khăn, hay cái phần giận hờn, giận dữ, hận thù nó ra một bên, còn cái phần mà tốt á thì chúng ta giữ lại. Đó, cái người mà có tu tập và cái người có ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày, chúng ta chuyển hóa cái những cái xấu, cái tốt, cái xấu ra một bên, chúng ta lấy cái tốt vào. Quý vị thấy không? Thường thường mình nói là cực lạc cái gì? Cực là rất, lạc là hạnh phúc, là rất là hạnh phúc gọi là cực lạc. À, đây là tịnh độ là đây, this building here, là đây là tịnh độ, mà tịnh độ ở đâu? Tịnh độ là right here, right now, mà what way right here chỗ nào? Right here in my mind, tức là ngay trong tâm mình. Khi mà tâm mình á không có buồn phiền, không có sầu muộn á, thì lúc đó là cái mảnh đất tâm của chúng ta nó sẽ lớn và nó thanh lọc. Cho nên á, cái khổ đau cũng là do ta, và cái hạnh phúc cũng là do ta, và thiên đường cũng là do ta, cực lạc cũng do ta, trời cũng do ta, Phật cũng do ta, và địa ngục cũng do ta, ngạ quỷ cũng do ta, là do chính cái tâm của mình, hiểu không? Cho nên á, khi mà mình thực tập rồi á, mình á cố gắng mình chuyển hóa những cái gì sầu muộn, ưu bi khổ não ra bên, mình á chắc lọc và mình lấy cái tốt. Thì khi mà cái người mà còn nhỏ còn trẻ như các em đó, thì nó như một cái tờ giấy trắng, cái tâm nó rất là trong sáng, nó chưa tiếp xúc gì bên ngoài nhiều. Cho nên lúc bây giờ là người cha, người mẹ giỏi, là một người anh, người chị giỏi, một ông, người bà giỏi, thế nên hướng dẫn cho các em đó học Phật pháp và học những cái điều hay, những cái câu kệ, những cái lời hay của ông bà, tổ tiên của mình để lại, và những cái gì ý nghĩa, thì lúc đó các em nó tiếp thu rất là nhanh. Bởi vì á, cái tờ giấy trắng cho nên dính cái màu trắng á, thì mình không thấy, mà dính cái màu đen là cái màu cái chỉ tượng trưng cho cái sự khổ đau, buồn phiền, bực tức, giận hờn, cha mẹ cãi quả với nhau mà làm cái hình ảnh đó mà cho con cái nó tiếp thu, lúc đó nó tiếp xúc rất là nhanh. Cho nên những cái gì mà tốt á, thì bày cho các con nó thấy, mà những gì mà không tốt á, là mình cắt bỏ. Đó, cho nên đó, mình huấn luyện như vậy đó, để cái tâm mình thuần thục, mình dạy cho các con, cho các cháu mà học vậy đó, là chứng tỏ là mình dạy cho chính mình đó, quý vị thân. Cho nên đó, cái bài kệ này đó, là nguyện học hành của đất, ôm ấp vô số vật. Quý vị thấy Thầy Trường Sĩ viết hay không? Nó vừa cái nghĩa thiên nhiên mà đồng thời cũng là một cái bài học cho chính mình. Không, cái tâm với mình là rất là bao la rộng lớn, mà chỉ cho cái tâm mình. Cái người mà làm cái việc gì Phật sự hay làm cái gì cho đại chúng mà số đông đó, thì nó rộng rãi như cái tâm Bồ Tát, rộng rãi như cái ca tâm của Phật, hay cái tâm của mình nói theo các tôn giáo khác đó, là tâm của Chúa đó, của Thượng Đế đó. Thì mình làm cái gì mà cho có lợi cho số đông đó, thì cái tâm mình nó bao la, nó dung lớn rộng lượng. Mà làm cái gì tâm cho cá nhân, là làm cái gì cho hẹp hòi cho chính mình, thì lúc đó là mình trở ngại lớn. Chẳng hạn như là cách đây khoảng 4-5 tuần đó, nghe nói là bệnh dịch corona toàn cầu này, lúc đó là con số người đó, mình tưởng đâu là hàng hóa hết, là tranh nhau đi vô trong cái siêu thị của Mỹ, HEB, Walmart vân vân, thì mua hàng hóa gì mà chất ra. Lúc này tiền thì ai cũng cần, nhưng mà lấy tiền ra cái mình mua hàng hóa, mua giấy napkin, mua giấy này kia, rồi cái mình dồn ra, cuối cùng những cái quán Mỹ, tiệm Mỹ nó trống vắng, rồi giành lộn với nhau. Những hình ảnh đó làm cho nó xấu cái người Phật tử của mình, nhất là mình có thọ tam quy ngũ giới và thực tập năm điều đạo đức và nương tựa ba ngoại báu, Phật bảo, pháp bảo và tam bảo, tăng bảo, mà mình làm những cái hình ảnh đó thì rất là không có đẹp. Cho nên trường hợp này á, mình sống cho số đông á, thì mình thông thả, bình thản. Mình nói là nếu mà mình tranh thủ mà mình mua những cái đó thì mình xài cỡ chừng tháng, hai tháng nó cũng hết. Cho nên chi bằng mình làm vừa đủ thôi, để chi cái hình ảnh mình nó đẹp. Và nhất là ở Mỹ, quý vị thấy là cái về vật chất là Mỹ không bao giờ thiếu đó, đừng có lo mấy đó. Cho nên mình thấy những cái hình ảnh đó, như cách đây 3-4 tuần trước đó, rồi chen lấn nhau mua hàng, rồi giành giật nhau đó, rồi để người ta quay clip, quay YouTube, rồi người ta đưa lên đó, làm cái hình ảnh mình nó xấu đi. Nhất là mình là người Phật tử mà mình làm vậy nó không có đẹp tí nào hết. Cho nên đừng có lo, chỉ mình lo là cái tâm mình nó sống
cho chính mình, rồi đồng thời sống cho số đông. Mình nó học hạnh của đất là mình sống cho mọi người, cho gia đình mình, cho người thân người thương, rồi sống cho cộng đồng nữa, thì lúc đó mình thấy nó an lạc. Cho nên cái bài học nguyện học hạnh của đất ôm ấp vô số vật, chỗ này nói là cái nghĩa đen mà nghĩa bóng có nghĩa là cái tâm ta rộng lượng, thì ta có thể chia sẻ cái tình yêu thương của mình tới mọi người. Cho nên đó, mình không có lo lắng gì cái mọi việc xung quanh hết, mình chỉ sống sao cho nó bình thản và nó an lạc. Như là hôm qua mình học cái bài người biết sống của mình đó, kinh dạy người biết sống của mình. Một mình ở đây không phải là mình ăn xong rồi cái mình vô internet hoài, rồi mình coi rồi long la, rồi mở cái chuyện tốt thì mình mở, còn cái chuyện gì tiêu cực, cái chuyện gì mà thấy những ai quýnh lộn hay những gì đó rồi đưa lên internet này kia, những cái hình ảnh đó nó không có tốt, nó làm cho những cái tiêu cực, cái hạt giống tiêu cực nó vào trong đầu mình, vào trong tâm mình, nó không có tốt. Rồi thấy người kia đánh cái, hay lái xe ra thấy người kia đụng xe cái đứng lại dòm, hay là thấy người ta đánh cái đứng lại cái nghe thì nó chửi cái gì, nó chửi cái gì, trời mô Phật, mấy cái hình ảnh đó mình đừng bao giờ. Cho nên cái hạt giống tốt á thì nó vô rất là chậm và rất là lâu. Mình tưới tắm hàng ngày, nhất là hàng phút, hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Nhưng mà cái hạt giống xấu á, nó chỉ tích tắc và nó vô nhiều. Cho nên trong trường hợp này á, Đức Phật và các tổ, các thầy cái vậy đó, những cái hạt giống nào mà thiện thì chúng ta cũng tưới tắm vào trong thân, trong tâm của chúng ta. Những cái tin tức xấu thì chúng ta đừng có để trên net, đừng có để trên Facebook, rồi đừng có để này kia. Rồi những cái hình ảnh đó, nó không có tốt, rồi những cái tin tức chỉ đâu gì gần mà để lên nó tràn lan đó. Cho nên những cái tiêu cực để trên đó làm cho là tự gì đó, các ngài nói là cái tướng nó hiện ra cái tâm, cái tâm nó hiện ra cái tướng. Bởi vì cái tâm mình sao á, tức là cái ý nghĩ mình sao đó, thì mình cái tướng nó hiện ra. Mà khi mà hiện ra rồi á thì lúc đó là người ta nhìn biết là cái tâm của anh rồi. Để những cái tin gì dùng cơm rồi cái tin gì á, nó không có tốt, không có lành gì, mà không để gì thấy ai đánh, thấy những con chó hay con mèo gì bị thương rồi sức mỏ gãy càng thì cũng đánh rồi đưa lên tùm lum hết đó, là những cái tin gì đó. Cho nên đó là những cái hạt giống, tự nhiên đất là chỉ cho cái tâm tùy theo mà chứa chấp những cái gì đó mà xấu xa, những cái tin gì đó nó không có thiện, không có lành, đưa ra gì không cần đưa. Cho nên là người học Phật, là người hành giả, là người có tu hay là cái gia đình giáo dục, mấy cái đó là mình bỏ. Bởi vì mình bỏ những cái gì tốt đó, thì tượng trưng cho tâm mình an lòng. Và những cái gì mà nó không có tốt, những cái tin gì này kia đó gác qua đi, thấy cái gì cũng đưa lên, mình nói cái đó thì lúc đó người ta ví như là đất tốt cũng đưa lên, xấu cũng đưa lên, cái tin gì cũng đưa lên, để chỉ cho cái tâm mình. Người ta học cái bài học thiên nhiên này là để chúng ta nhắc nhở rằng, nhắc nhở chúng ta rằng là phải biết chọn lọc. Nhớ chỗ này, quý vị hãy chú ý nha. Học cái bài hạnh của đất, mình thấy mình đọc vậy chứ mà cái nghĩa mình thấy vậy chứ nhiều khi mình không có hình dung. Đất là tượng trưng cho cái tâm mình, mà cái tâm mà có tu tập đó, là mình biết chọn lọc. Bởi vì phàm là có người là có thiện, là có ác, là có cái gì trong đó mà mình biết rồi, mình có tu, có học, có nghe pháp, nghe thầy đồng sĩ hướng dẫn Phật pháp, đó mình chuyển hóa, mình bỏ những cái tin dục ngầm, những cái new mà nó wrong new hay là wrong view hay wrong action, wrong thinking, mình bỏ bên đi, mình đưa những cái tin xấu để mọi người cùng học, mọi người cùng cộng hưởng cái vị thân. Cho nên mà mình được như vậy đó thì lúc đó mình ôm ấp vô số vật, là tất cả cái gì mình cũng chia sẻ cái điều lành, điều thiện cho mọi người, thì mọi người đều cùng học với mình, cùng thưởng thức với mình, người ta thấy Facebook lên đó là người ta thích liền. Quý vị nghe là quý vị thích không? Thấy cái tin tốt là người ta muốn đọc liền. Còn mà ta thấy cái người đó là các ngài vậy, là cái tướng nó hiện ra cái tâm. Mà khi mà thấy cái tướng rồi là ta thấy hình ảnh đó là ta biết cái tâm của anh sao rồi. Cho nên là người Phật tử, là người đồng hương, là người con của Phật, hay là người đưa lên những cái tin tức mà ngon lành, thì mình thấy cái tin tốt mình đưa, còn cái tin mà không tốt mình đưa chi, làm cho mình đã sao động rồi làm cho những xung quanh sao động nữa. Ví dụ như là trên đường thấy cái người kia cãi lộn, cái mình đứng mình nghe, ở đây thì hiếm có, như ở môi trường ở các nước hay ở quê nhà, ví dụ
mà thấy cái người nào kia lộn hay chạy hay quánh lấy cây quánh cái đứng lại dòm, thứ nhất là kẹt xe, thứ hai là kia rồi cái quay clip lên, bây giờ ai cũng dùng iPhone đó, tự cứ quay lên để trên Facebook, trên clip là thấy như vậy á. Trường hợp này, học cái bài kệ này phải chắc lọc những cái điều tốt là mình đưa lên, những cái điều tốt, điều thiện, điều lành là mình học, thì lúc đó mới ôm ấp vô số Phật. Mình cái điều thiện, điều lành mình chọn lọc, mà cái điều đó, mà không thiện, không lành là mình remove liền. When we practice the meditation, we are good practitioner. Other time, we our mind look like the heart of earth, the heart of land. Something good we learn, something not good we remove, we take it off or we remove it step by step, gradually, step by step. Other time we are good practitioner. If we post or applaud something wrong or something not right, other time we should compare something good we learn, something not good we take it off. Quý vị thân, mình học cái điều hay, điều tốt thì lúc đó mình cũng giống như cái bài học của đất này. Nguyện học hành của đất ôm ấp vô số vật. Quý vị thấy chưa? Cái tâm cực lạc cũng do tâm mình, thiên đường cũng do tâm mình, Phật cũng do tâm mình, mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng do tâm mình, hay là Chúa cũng do tâm mình, đâu có do cái gì đâu. Bởi vì học mà không biết, mình tưởng đâu ông Chúa, ông Phật hay ở trên thiên đường, ở trên cực lạc rồi. Không phải, do chính mình. Do something good, it belong to myself. Do something wrong, belong to myself, ourselves. Our thinking, our talking, our looking. Quý vị thân, cho nên ôm ấp vô số vật, bao dung rộng lượng thay, nâng đỡ thế gian này. Khi mà mình làm điều thiện, làm điều tốt, thì lúc đó mình san sẻ cho mọi người, thì bao dung, thì cái tâm mình mới rộng lớn. Bao dung mà, rộng lượng thay, nâng đỡ thế gian này. Khi mình làm điều tốt, điều thiện là mình giúp cho mọi người xung quanh được bớt sầu, bớt muộn, bớt khổ, thì lúc đó mình nâng đỡ thế gian, có nghĩa là gì? Giúp người khác qua cầu. Mình giúp ai? Trước nhất mình phải giúp cho người đó qua cầu vậy đó. Nói chỗ này còn riêng cá nhân con cũng cố gắng làm cái điều ý nghĩa, điều thiện. Không giúp người ta thì thôi, phàm là con người, nhất là người Việt nữa, mà hãy giúp người, phát tâm phải giúp cho trọn vẹn. Bất cứ việc nhỏ, việc lớn, công ty hay gì á, mà khi mà giúp cho họ phải giúp qua cầu, chứ đừng có mới qua nửa cầu rút cái nhịp, rút cái thang cầu, cái bật cái, lúc đó mình cười hí hí, mà cười như vậy đó là người ta khổ rồi. Lúc đó mình có yên đâu, ăn không ngon, ngủ không yên đâu. Quý vị nhớ cái chỗ này nè, quý vị thấy không? Cho nên giúp ai, ví dụ mình giúp cho người ta làm việc trong công ty của mình, mình giúp cho người ta tạo công ăn việc làm, thì mình phải giúp cho nó trọn vẹn. Còn thấy mà người ta đường ngon lành rồi, lúc đó người ta phấn đấu, người ta vươn lên rồi, cái mình nó dỡ cái bồ đề gai, tức là dỡ cái mình làm cho cái tâm ban đầu, gọi là các ngài vậy, là bồ đề tâm là cái tâm ban đầu đó, rất là quan trọng. Ban đầu mình tốt thì cái chặn giữa tốt và chặn cuối phải tốt, mà giúp cho người đó qua. Chàng nói ví dụ như chùa chiền hay là nhà thờ vân vân, mà ở đây trong lĩnh vực đạo tràng, mình giúp cho họ làm giấy tờ có thể sanh thì phải giúp cho họ có giấy tờ có thể sanh. Còn không giúp thì thôi, mình phải nói ngay ban đầu luôn, con giúp mà nửa chừng, trong đó bốn cái chặng đường giúp cho giấy tờ mở ra mới làm ba chặng à, thấy cái người đó làm sao biết cái đem hủy cái hồ sơ người ta, đem bỏ rồi lúc đó người ta bơ vơ rồi giấy tờ không được, người ta lúc đó người ta không có đủ giấy tờ, người ta làm chuyện này chuyện kia đủ thứ chuyện hết. Cho nên đó, cố gắng làm cái việc thiện, học cái hạnh của đất này đó, là phải giúp người ta bất cứ một việc nhỏ cũng lớn, không hứa thì thôi, hứa là phải giúp người ta qua cầu. Cho nên cái điểm này á, các ngài á, ở thế gian á, ví dụ cũng hay lắm. Ví dụ như là người Việt mình á, con cái hay á, là cá nhân, từng người một là anh nào cũng là I'm number one. Đó là số một hết, là mạnh mẽ. Nhưng mà khi mà có ba người trở lên á, là người Mỹ Việt mình thua, đi ra thi đấu các nước, thua hết. Người ta ví dụ cái hình ảnh á, như
đi thi á, đào cái hố đó, cái lỗ đó mà để từng cá nhân á, cái lỗ nó khoảng hơn 2 thước, mà để từng một người xuống cái hố đó thì người Việt mình á là từ cái hố đó nhảy lên trên cái miệng hố, là trên cái miệng hang đó là bay qua hết, không có ai mà qua người Việt mình á, giỏi chỗ này nè. Nhưng mà khi mà để mà chừng 2 người trở lên, 3 người trở lên á, ba anh chết hết ba anh. Chỗ này nó nghĩa đen nhưng mà nghĩa bóng á, quý vị thấy nè. Tại sao? Bởi vì cái tinh thần tập thể, tinh thần cộng đồng của người Việt mình á, nó không bằng đối với người Nhật hay là các nước trên thế giới. Bỏ ba anh á, ví dụ bỏ ba anh Nhật trong cái hố cái hang đó, thì ba anh á, anh này lên thì anh kia kéo anh kia lên, kéo anh nọ lên thì ba anh lên trời. Nhưng mà khi mà bỏ ba người Việt đó là ba anh chết ba nè, chỗ này chúng còn sinh sống thôi. Cho nên ý nói chỗ này, tinh thần cộng đồng, tinh thần tập thể, mình thua các nước. Chỗ này mình thấy nhận diện cái điểm yếu của mình, nhận diện cái điểm yếu kém của mình phải chuyển hóa. Cho nên khi mà đi ra làm việc, mà ở mà làm việc từng cá nhân thì không có chuyện chi hết, anh nào cũng phấn đấu cũng ngon hết. Mà khi mà chở 3 người trở lên là xanh chuyện đó, là có vấn đề đó. Thấy anh kia lãnh lương cao, rồi anh kia làm được lên lương, được lên chức, rồi lúc đó những cái anh mà cũng làm mà sau cuối cùng mà thấy anh kia nó giỏi hơn mình, đã kiếm cách là quậy phá, là nói chuyện này chuyện kia, cuối cùng ba anh chết hết ba anh. Chỗ này cũng nghĩa đen mà nghĩa bóng, thì chúng ta phải nhận diện cái yếu kém của mình. Cho nên chỗ điểm này á, thì mình sống mà cho số đông và mình sống cho tinh thần tập thể thì lúc nào á mình, cái tâm mình nó cũng thoáng, nó cũng nhẹ nhàng, ăn ngon ngủ yên. Mà nếu mà mình sống cho cá nhân mình và mình sống vị kỷ thì lúc đó không có học hạnh như đất á, thì lúc đó mình trở ngại. Bởi vì không có nghĩa là bao dung rộng lượng thay thì sao nâng đỡ thế gian này. Bởi vì cái tâm hẹp hòi cá nhân, mình sống cho mình sống cho cá nhân mình thì không thể nâng đỡ cho cộng đồng, cho đoàn thể hết. Cho nên cái bài học hạnh của đất có nghĩa là gì? Nguyện học hạnh của đất, ôm ấp vô số vật, bao dung rộng lượng thay, nâng đỡ thế gian này. Hay quá đi thôi. Vì vậy thầm thấy nó đơn giản, mà khi mà mình học ra, mình thấy cái sâu sắc của bài đó. Khi mà mình học và mình biết được như vậy đó, thì lúc đó mình thấy mình vui và mình an lạc. Mỗi bữa mà mình có, tại sao mình viết lên mà mình không hướng dẫn để cho mọi chúng ta đều cùng học với nhau? Cái tác phẩm và món quà mà do mình sinh ra và mình tạo ra và mình viết ra mà mình trân quý nó thì lúc đó mới được giá trị. Vow to practice the virtue of yours. Nguyện học hạnh của đất, hay chưa? Embracing the numberless thing. Numberless là vô số đó, thing là mọi thứ, everything đó, vô số vật. Being boundlessly tolerant and generous, supporting this world. Đó là nâng đỡ thế gian này. Những người thân, thầy thượng sĩ không biết tiếng Việt rồi mà còn biết tiếng Mỹ nữa, để cho những ai hiểu được tiếng Việt rồi hiểu được tiếng Mỹ để cảm nhận trong cái buổi học này, để quý vị biết và thấy và mình cùng cố gắng, mình phải học hạnh của đất. Thì ở trong kinh Đại Thừa thì có cái bài kinh Địa Tạng đó, thì Bồ Tát Địa Tạng á là chỉ cho cái tâm địa, là chỉ cái tâm của người, một vị mà làm được cho cái việc cộng đồng, cho cái việc lớn, cho cái việc số đông, thì chỉ cho cái hạnh của Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng là một cái hình tượng, một cái biểu tượng thôi, để mình dụ cho làm cái gì mà cho số đông thì là một cái tâm Địa Tạng, tức là địa là đất, tạng là chứa, mà cái mảnh đất tâm mà nó chứa cho rộng lớn, thì cái bài học hạnh của đất này cũng giống như Bồ Tát Địa Tạng, cho nên nó ôm ấp thế gian này, là nó nâng đỡ cho mọi người và mọi loài. Vì vậy thấy Bồ Tát Địa Tạng là nếu mà nói về lịch sử thì không có, nhưng mà nói về cái hình ảnh biểu tượng á thì rất là sâu sắc. Quý vị thấy không? Mình học mình phải hiểu cái nghĩa đen, nghĩa bóng và cái nghĩa biểu tượng để mình biết, rồi mình cùng học như vậy đó thì mình mới thấy tâm mình cái phần nào mà xấu, phần nào mà tà kiến, thì lúc đó mình cố gắng mình loại dần. When we study the virtue of the earth, something right, we try to keep long time.
something wrong, wrong view, wrong talk, wrong speak, wrong action, wrong livelihood, sorry, wrong mindfulness. At a time we take it up, we inform wrong into right by thinking, right thinking, right talking, right acting. Bằng cách là thấy đúng, nghĩ đúng, làm đúng, mình nhận diện, mình chuyển hóa những cái sai thành cái đúng là bằng cách mình phải cố gắng. Mình gần mà muốn làm được cái đúng là mình phải gần gũi bậc thiện tri thức, gần gũi cái điều lành, điều tốt, điều hay. Chứ còn hàng ngày mà mình sống trong cái môi trường học nguyện sống một mình đó, mà mình á, một mình không có ai, mình tưởng là ai năm bộ qua rồi, lúc đó mình muốn làm gì làm, không có đúng. Mà mình sống một mình có nghĩa là gì? Mình làm chủ cái tâm, chủ cái thân của mình, và mình chủ cái ý nghĩ của mình, thì lúc đó mình mới gọi là một sống sống đời sống một mình. Trong lúc này mà mùa đại dịch corona toàn cầu, mà mình học, mình cố gắng, mình làm điều như vậy đó, thì lúc đó mình cố gắng, mình nhận diện về cái thân, cái tâm, nhận diện cái hành động, lời nói và ý nghĩ của mình. Hôm nay chúng ta thức dậy, chúng ta có làm điều thiện, chúng ta có nghĩ điều thiện, và chúng ta có đem lại điều thiện cho số đông không, cho chính mình không, thì chúng ta cố gắng duy trì và phát triển. Và cái điều gì mà không lợi cho mình, không lợi cho người, không lợi cho số đông, chúng ta cố gắng chuyển hóa và buông bỏ. Vì vậy sao? Mới có một bài hạnh của đất thôi mà quý vị thấy là thời gian cũng gần cả tiếng đồng hồ rồi, hay chưa? Đó, mỗi bữa là chúng ta học một bài để chúng ta vun trồng cái đời sống tâm linh của chúng ta. Đồng thời lúc này chúng ta có thời gian rảnh rỗi, chúng ta dành lại để chúng ta tưới tẩm cái hạt giống lành, hạt giống tốt trong thân mình, thì lúc đó mới gọi là nguyện học hạnh của đất chứ. Nguyện học hạnh của đất ôm ấp vô số vật, bao dung rộng lượng thay, nâng đỡ thế gian này. Vow to practice the virtue of the earth, embracing the number less thing, being boundlessly tolerant and generous, supporting this world. Quý vị thân, mà các em như gia đình cô Linh Trường đó, mà dạy cho các em học như vậy đó, đứa lớn, đứa giữa và đứa út gái, mà học mỗi ngày hay là 2-3 ngày mà cả tiếng Việt, tiếng Mỹ. Quý vị thấy là các em sinh ở đây á, tiếng Mỹ là tiếng của nó, tiếng Việt là tiếng ở gần sông chứ không phải là tiếng của nó. Mặc dầu là nó người Việt nhưng mà nó sinh ở đây, người tiếng Mỹ là tiếng của nó. Cho nên những gia đình nào mà sinh con ở đây á, mà muốn con giỏi tiếng Việt á, một ngày cha mẹ dành chừng nửa tiếng buổi sáng, nửa tiếng buổi chiều dạy cho con cái của mình á, sau này nó lớn lên giỏi tiếng Việt. Khi mà nó đi học trường rồi đó, nó học trung học, tiểu học, trung học và đại học, lúc đó tiếng Việt nó quên, tiếng Mỹ bao giờ nó quên á. Đó, cho nên đó, là người cha, người mẹ mà hay trong gia đình hướng dẫn cho con cái, khi con cái còn trẻ, còn nhỏ, thì lúc đó con cái nó lớn lên, học được tiếng Việt, nó biết được tiếng Việt, nhất là tiếng Việt Phật Pháp nữa, để các em nó có cái hạt giống lành như hạt giống của đất. Lúc đó nó thấy là cái bài thơ này do tác giả là thầy Trường Sĩ viết ở chùa Pháp Nhãn tại Austin, cái sự kiện Trung Quốc Hoa Kỳ, đã viết cái bài này. Con hồi nhỏ nhờ ba mẹ hướng dẫn cho con học được cái bài này, để lớn lên con cũng nguyện học hạnh của đất, ôm ấp vô số vật, bao dung rộng lượng thay, nâng đỡ thế gian này. Thì vì không học được gì cho nên nó có cái khái niệm, có hạt giống Phật Pháp trong thân, trong tâm của nó, lớn lên nó sẽ học cái hạnh của đất, học hạnh của Bồ Tát Địa Tạng, để nó đi cứu người và giúp người, nó làm cho số đông. Được như vậy thì cũng giống như là Đức Phật, trong cái hình ảnh quý vị coi đó, cũng giống như Đức Phật mà dạy cho Sa Di La Hầu La. Nếu là thế gian là con của Ngài, còn nếu mà trong đạo là con đã, trong đạo là đệ tử của Ngài, là Rahula Saramana, tức là Sa Di La Hầu La. Quý vị thân, rất là tuyệt vời. Thay vì mình học mà mình hướng dẫn cho các em trong lúc này đi học trên online, học trên FaceTime, học trên Zoom, thì bây giờ có những bài như vậy đó, học pháp cú này, học bài kệ vậy đó, để các em nó tưới tắm các giống lành trong thân, trong tâm của chúng ta. Thì mỗi ngày
lúc có thể 2 ngày, cái lúc có thể 1 ngày chúng ta học 1 bài 2 bài để chúng ta cứ tâm hạt giống lành, dung trồng vung trồng ngay từ cái đời sống còn khi chúng ta còn khỏe còn trẻ. Nhưng mà mình học cái bài người trước sống của mình đó, mà đừng đợi tới ngày mai sức khỏe sẽ yếu dần, không thể nào nghĩ trước. Cái chết đến bất ngờ không có nào biết trước được, cho nên mình mỗi bữa bài âm Hán Việt nè, Hán Việt Phạn mà quý vị tụng thỉnh thoảng, tụng hàng ngày hàng tuần, quý vị có hiểu cái gì đâu. Nói đại khái, nói Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo thì nói chung chung thôi, chứ khi mà quý vị mà phân tích ra đâu có hiểu gì đâu, mà quý vị cứ tụng hàng ngày giống như những con vẹt hay con chim gì đó, mình học là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, vẹt, chim, hiểu không? Dạ, tôi sao hiểu được. Thì mình cũng vậy, mình học cái gì mình phải hiểu, rồi sau đó mình giảng dạy cho con cái của mình, cho các em mình, để lúc đó nó mới rõ thì nó mới đi theo mình chứ. Còn học mà không hiểu hay bắt kêu nó hành trì mà nó không hiểu sao nói được. Cho nên đó là người cha người mẹ mà hướng dẫn cho con cái, mà con cái hiểu được thì lúc đó cha mẹ là một nhà giáo dục khéo đó, giỏi đó. When you teach your children something, but your children understand what you teach, what you taught, other time you are a good teacher, you are a good professor. By day and by night, you spend your free time guiding or instructing your children. Only one lesson of the time are both English and Vietnamese. Other time you are a good teacher. Quý vị thân, mình học mình hướng dẫn gì đó thì con cái nó hiểu rồi, lúc đó nó hành trì theo. Chứ còn mà trong trường hợp này là người cha người mẹ trong cái mùa dịch corona này mà mình hướng dẫn cho con cái, mình nói là thôi lấy cái âm Hán Việt ra tụng đi, con cái nói chứ má mi có hiểu không, nuôi tao chỉ hiểu câu đầu còn mấy câu sau thì không, mà tao hiểu tao hỏi thầy đường sĩ á. Lúc đó thầy cũng mất thời gian, rồi thầy nhiều khi là đi làm, đi bên ngoài vườn cắt cỏ này kia làm đủ thứ chuyện sao hiểu được. Cho nên á, mình dạy hướng dẫn cho con cái phải là tiếng Việt, hai nữa là Hung Việt, hai nữa là tiếng Mỹ để các em nó hiểu. Mình hướng dẫn nhiều cấp độ khác nhau, chứ còn mình bắt mấy đứa con cứ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, cuối cùng con nó có hiểu cái trội trơn. Cho nên á, ở chỗ này mình hướng dẫn hay giảng dạy cho mấy em hay cho những ai mà phải nhất là tiếng Việt, Hung Việt hay là tiếng Mỹ để cho các em hiểu và mọi người đều cùng hiểu, thì lúc đó người ta mới thấy cái lời Phật dạy có cái sức sống và có cái ý nghĩa, lúc đó ta mới theo mình đó. Thì hôm nay mỗi ngày hay là 2-3 ngày hay là mỗi ngày chúng ta sẽ học một bài Phật pháp để chúng ta hiểu và chúng ta ứng dụng vào đời sống hàng ngày cho thân chúng ta an lành hơn. Nguyện học hạnh của đất ôm ấp vô số vật, bao dung rộng lượng thay, nâng đỡ thế gian này. Ý nghĩa chưa? Thì bây giờ chúng ta vừa học cái bài học nguyện học hành của đất đã xong. Bởi vì mình viết ra, mình làm hình ảnh rồi, có cái quả đi cầu nè, có những đóa hoa mọc nè, rất là hay, có hai bàn tay nâng đỡ nó, ý nghĩa quá. Quý vị thấy hình ảnh không? Rồi bây giờ mà bữa nay mình học nó đúng thời gian, đúng đối tượng, đúng chỗ nữa mà mình học được đó, hay lắm đi thôi. Rất là ý nghĩa. Quý vị mà nghe, quý vị thấy thấm thiết cuộc đời. Khi mà chúng ta dành thời gian, chúng ta nghe pháp thoại, chúng ta tưới tẩm cả giống lành trong thân, trong tâm chúng ta, thì chúng ta rất là an lạc. Khi mà chúng ta có chất an nè, chất lạc nè, thì lúc đó chúng ta cảm thấy gần gũi cái người nào đó, chúng ta san sẻ cái năng lượng từ bi, người xung quanh đó, người ta thương liền. When we have a substance of peace, joy, happiness, harmony, etc. Other time, we stand close by or stand by someone. Other time, someone want to ask us how are you today. Quý vị không? Ở gần gũi á, người ta có cái thiện tâm rồi, ta thấy cái từ trường của mình gần á, thì lúc đó người ta hỏi thăm sức khỏe này. Cũng giống con nai đó, người tu hay là người hiền thiện á, mà đứng gần con vật á, nó đứng gần là nó muốn tới ăn cỏ hỏi nó, hoặc là nó miếng, nếu mà nó nói tiếng Mỹ hay tiếng Việt là bạn khỏe không, hay ông khỏe không, hay chị khỏe không, how are you today. Còn mà cái người thợ săn mà đứng gần con nai không gì đó là thấy là nó chạy liền, nó thấy hình bóng lên chạy liền.
ở đây á, ý nó là cái từ trường, cái sự tu tập của mình nó tỏ ra khám sáng năng lực từ bi, thì nó mới những cái môi trường xung quanh nó mới lông la mình. Thì cũng vậy, con va rớt này á, trong trường hợp này á, cái người mà có thiện có cái nghiệp riêng và nghiệp chung, nghiệp cộng đồng và nghiệp cá nhân, mà khi mà chúng ta làm điều lành, điều thiện đó, nó chuyển hóa hết, đừng có lo, đừng ngại trong cái mùa dịch này. Cố gắng làm vệ sinh cho nó tốt, giữ gìn sức khỏe, rồi có cái môi trường tốt, không rồi lúc đó mình làm điều lành, điều thiện, đem lại cho thế gian này. Hay quá đi thôi, rất là ý nghĩa. Thì hôm nay chúng ta học một bài thôi, mà thấy thời gian nó dài thôi. Mấy chỗ khác người ta nói là 5 phút Phật Pháp, nhưng mà ở đây Thầy Thượng Sĩ không có giới hạn. Họ thấy lúc nào mà có cái thời gian rộng rãi, lúc nào mà cái tinh thần nó phấn khởi là nói tha hồ, nói Phật Pháp thoải mái, để cho mọi người mình cùng học hỏi về cái lời dạy của Đức Phật. Thì hôm nay chúng ta, đại chúng chúng ta học cái nguyện học hạnh của đất rồi, thì mỗi ngày hay là 2 ngày, 3 ngày vân vân, hay lúc nào rảnh thì sẽ thông báo để quý vị cùng học và cùng nghe Phật Pháp. Chúng ta tưới tẩm cái hạt giống lành, cũng học theo hạnh của các vị Bồ Tát, để thứ nhất là chuyển hóa nhân cái mùa dịch corona toàn cầu này, chúng ta đem cái năng lượng lành, cái ý nghĩa lành và lời nói lành cho số đông, cho tự thân, cho gia đình, cho người thân của chúng ta luôn an lành trong chánh chánh pháp. On this occasion of the global coronavirus pandemic, where we spend a lot of time, I spend every time, proper time learning the Buddha teaching, all the time we have a lot of joy, peace, happiness, and understanding. All the time we share someone we love. Ha, quý vị học và chúng ta rất là an lành trong chánh pháp. Thì để cho cái buổi sinh hoạt như nãy thông báo đó, chúng ta sẽ tụng một bài kinh ngắn để cho mọi người chúng ta cùng nhau và đọc tụng cái bài Phật Pháp cho vui. Bây giờ mời đại chúng chúng ta nhìn lên màn ảnh, chúng ta sẽ thấy mở trang web. Mời quý vị nhìn lên màn ảnh nha. Xin vô uống nước. Cũng vậy, quý vị vào cái trang web dhammai.net thì quý vị đánh vô rồi enter. Hôm nay chúng ta cũng như những lần trước, chúng ta tụng tiếng Mỹ và tiếng Việt. Thì mời đại chúng chúng ta cùng nhau để hành trì ngoài cái việc nghe Pháp, nhưng mà chúng ta cũng cố gắng cầu nguyện cho con virus này, cho cái cơn dịch này, thứ nhất là nhanh chóng được gặp những cái thuốc vaccine cho nó có hiệu nghiệm, có hiệu quả, để cho con dân trên thế giới này được an lành, và cầu nguyện cho các bác sĩ, các nhà y khoa khỏe mạnh để chế tạo ra những cái thuốc vaccine hữu hiệu cho thế giới toàn cầu này. Và cũng cầu nguyện cho những ai mà thiếu số đã chết vì căn bệnh corona này, bất cứ là người dân da đen, da vàng, da đỏ, da trắng trên thế gian này, nghe Pháp, nghe Kinh, nghe cái ánh sáng từ bi của Đức Phật, được sớm sanh về thế giới lành. Và đồng thời cũng là nguyện cầu cho những ai đang mắc bệnh coronavirus cũng sớm được khỏe mạnh, và cầu và cuối cùng là cầu nguyện cho cái cơn dịch đại dịch corona này được mau chấm dứt. Ai cũng mong cầu như vậy. Bây giờ quý vị đã vô trang web rồi đó, ví dụ tiếng Mỹ đó, quý vị lít cái đoạn thứ hai là rise up chanting and praying daily for coronavirus soon ended, quý vị lít vào đó. Mời quý vị bên tiếng Việt cũng vậy, quý vị vô bên tiếng Việt, quý vị cũng đánh cái trang web đó, quý vị đánh trang web thì lúc đó quý vị lít vào tiếng Việt, quý vị cứ vô tuần tự quý vị ấy lít vào tiếng Việt. Thì ở bên tiếng Việt đó, nó cũng có giống như bên tiếng Mỹ, thì quý vị thấy là cái nghi thức tụng kinh và cầu nguyện hàng ngày, trong đây nó rất là nhiều bài kinh, nhưng mà để cho quý vị thấy là quý vị lít vào thì quý vị cùng nhất tâm cầu nguyện nha. Bây giờ để cho đại chúng cùng đọc tụng, thì mời quý vị vô đây để tụng kinh và hồi hướng công đức lành, cái lời Phật Pháp, để cho cái góp phần đem lại cái an lành, năng lượng lành cho số đông.
Bây giờ mời đại chúng chúng ta xem hình ảnh. Đây là hình ảnh của tăng đoàn ở Dhammakaya ở bên Thái Lan, điều hướng tâm và cầu nguyện. Thì cách đây vài năm thì chư tăng cũng đem cái năng lượng lành cầu nguyện cho đất nước này được bình an. Bây giờ mời đại chúng chúng ta tụng nha. Trước nhất là I would like to invite Dhamma brother and sister and chanting the Buddha teaching in Vietnamese and then English. Bây giờ mời đại chúng tụng tiếng Việt trước nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin tốt như hoa sen rạng ngời như băng đầu, xin quay về đường tựa bằng thay của nhân thiên sen quý nở đời giang hồ hào quang chiếu rạng. Bi thăm nhuộm non sông vừa thấy dung nhan điều ngự, tâm thành trọn lòng kính dâng hướng về tán dương tam bảo, tính chuyên đạo nghiệp mà vung trồng hướng đôn khói trầm sông nga kha kênh thành mồn cho tường vắng đệ tử đem lòng thành kính cung dường chư Phật mười phương giới luôn chuyên trì nghiêm bằng công phu thiền định tinh cần tuệ giác hiện dần qua báo dân thành một nén tâm hương chúng con kinh dần hương giới hương định hương huệ hương giải thoát hương giải thoát lên chư Phật chư vị Bồ Tát chư hiền thánh tăng chư hộ pháp thiện thần chứng minh lòng thành kính của chúng con đệ tử chúng con chi tâm kính lễ chư Phật thường trú trong ba đời và mười phương. Đệ tử chúng con chi tâm kính lễ chư Pháp thường trú trong ba đời và mười đệ tử chúng con chi tâm kính lễ chư tăng thường trú trong ba đời ba mười phương. Rồi mời đại chúng chúng ta qua tiếng Mỹ chúng ta tụng tiếp nha. I pray of chanting and praying for will well-being daily, praise wholeheartedly for the global coronavirus pandemic soon ended. Bây giờ mời quý vị, đây là cũng chư tăng đang tập đang cũng hướng tâm để cầu nguyện cho bệnh corona được sớm chấm dứt. Bây giờ mời đại chúng nha. Chỗ này chúng ta cũng theo tiếng mõ nha. Nam mô Tát
tụng cái bài khai kinh, rồi niệm ơn Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, rồi hôm sau chúng ta tụng tiếp. Rồi mời tiếng mõ bắt đầu theo nhịp. Pháp phần cao siêu mầu nhiệm, cơ duyên này đường thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa hiền vi, niệm ơn phần bảo đứng phần thế tôn bậc thầy lãnh đạo tâm linh an bình và cao thượng của chúng con bằng thầy xứng đáng nhân để được cúng dường, bằng thầy yêu biết và thương yêu, bằng thầy có đầy công hạnh và tuệ giác, bằng thầy đã đạt được an vui và giải thoát toàn vẹn, bằng thầy hiểu thấu thế gian, bằng thầy có khả năng điều phục được con người, bằng thầy của cả hai giới thiên và nhân, bằng thầy đã giác ngộ và tinh tấn tròn đầy, bằng thầy đang được thế gian tôn sùng và quy kính nhất trên đời. Hãy mời đại chúng chúng ta đọc tiếng Mỹ nha, tụng tiếng Mỹ. The my dear and lovely, we now have a chance to see, study and to practice. We want to realize his true meaning. Recollection of gratitude to the Buddha, to all the world on the Buddha, the Master, he our peaceful, noble and spiritual leader, the Master is the most worthy to be my offering. The Master understand and love. The Master have fully virtuous conduct and insight. The Master had obtained perfect peace, joy and deliverance. The Master understand the world clearly. The Master had the ability to subjugate people. The Master above gods and human beings. The Master had attained enlightenment and awakened completely. The Master deserves to be best honored and respect by the world. Rồi mời đại chúng chúng ta qua bên tiếng Việt niệm ơn pháp bảo. Mời tiếng mõ tiếp theo. Niệm ơn pháp bảo chân pháp của Đức Thế Tôn do chính Ngài khéo thuyết giảng rất thiết thực hiện tại, có giá trị vượt thoáng thời gian, có khả năng chuyển hóa thân tâm, có khả năng dầm tăng các phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến vân vân. Nương vào phần pháp mà người trí nào cũng có thể tự mình tu tầm, thông đạt giáo pháp đến để thấy, đến để nghe, đến để hiểu, đến để hồng, đến để thực hành và đến để thưởng
vui và giải thoát ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Mời đại chúng chúng ta tụng tiếng Mỹ. Recollection of gratitude to the Dhamma Jewel, the Dhamma Jewel of the world, all the one that's having well proclaimed by himself, a very practical in the present, have value beyond time, had the ability to transform one's body and mind, had the ability to distinguish the defilement of greed, anger, delusion, arrogance, doubt, wrong will, etc., taking refuge in the Dhamma, an intellectual, one who can also cultivate oneself, master the Dhamma, come and see, come and hear, come and understand, come and learn, come and practice it, come and enjoy the flower and fruits of peaceful joy and deliverance right here and right now in the present life. Please chant in Vietnamese. Niệm ơn tăng bảo tăng bảo của Đức Thế Tôn là đoàn thể đang đi trên đường chân thiện chân chánh chính trực tốt đẹp và thích hợp, là đoàn thể đang hướng theo phần pháp ma tu tầm phần pháp và sống đúng với tinh thần phần pháp ma trong đoàn thể thánh thiện này. Có những vị đã và đang chứng quả thánh Thu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, gồm thâu bốn đôi và tám bậc thánh quả, thành tựu ca kia cảnh đạo đức thiền định trí huệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Đoàn thế này xứng đáng được nương tựa phụng sự quy kính quý trọng và cúng dường là luôn phương đứng tôn đền cho thế gian gieo hòa. Sangha to chant in English. Recollection of gratitude to the Sangha Jewel, the Sangha Jewel of the world, all the one means the community is on the really good, true, honest, beautiful, and appropriate path, the community follow in the Buddha Dhamma, practice the Buddha Dhamma, and live correctly with the Buddha Dhamma, in the noble community. There are those who have attained and are attaining the holy ruition of the stream enterer, the one returner, the non-returner, and that of Arahant comprises for them and a ruition of holy people accomplished on the space of ethics, meditation, wisdom, deliverance, and deliverance with right understand the community deserving to be taken refuge in, serve, respect, the
honor, a smile, and my offering. It is a field of merit, good for everyone to sow and to plant. Now, chanting in Vietnamese one more time. Niệm ơn giới pháp, sau đó chúng ta nghỉ ha. Niệm ơn giới pháp, giới pháp của Đức Thế Tôn A Lục, nghi chánh niệm tăng thoáng đang tiếp nhận thân tập quyền ba và hộ trì, là giới thân nguyên vẹn, là giới thân không bao giờ bị sức mê, là giới thân không bao giờ bị nhiễm mô, là giới thân không bao giờ bị tì vết, là giới thân không bao giờ bị ôn tạp, mà là giới thân được trí khen ngợi và ngưỡng mộ, là giới thân có công năng bảo vệ tự do, là giới thân đưa tới không sợ hãi, là giới thân đưa tới đạo đức, là giới thân đưa tới thiền định, là giới thân đưa tới tuệ giác, là giới thân đưa tới an vui giải thoát và hạnh phúc đời đời. Recollection of gratitude to the Dharma precept, the Dharma precept of the well-ordered one, the discipline Vinaya, right mindfulness, the Sangha body has been receiving, practicing, spreading, and observing. And the perfect reset body, and the never broken reset body, and the never polluted reset body, and the never spotted reset body, and the never mingled reset body, and the reset body praise and admired by intellectual, and the reset body with the ability to rotate rhythm, and the reset body leading us to fearlessness, and the reset body leading us to virtue, meditation, wisdom, deliverance, and deliverance with right understanding, and the reset body leading us to peacefulness and happiness forever. Now, sharing the merits. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni, 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 Nam mô Phật.
Bodhisattva auspices, all the bearers are blissful. The Buddha and Bodhisattva bless and rotate on any time and any way. May you be well, may you be happy, may you be peaceful, may you be healthy. May all living things and living beings on earth be well, happy, peaceful, healthy, and be free from suffering, desire, anger, illusion, hatred, ignorance, and violence, and coronavirus soon ended quickly, quickly, and quickly. Rồi, bây giờ hồi hướng nha. Thì hôm nay, trước nhất chúng ta có cái buổi sinh hoạt Phật Pháp hàng ngày, hàng tuần. Thì chúng ta hôm nay đã học hành thiên nhiên, nhất là học hành của đất. Đã xong, để kết thúc cái bài này thì nguyện học hành của đất ôm ấp vô số vật, bao dung rộng lượng thay, nâng đỡ thế gian này. Thì mình học hành của đất rồi. Bây giờ chúng ta ngày mai, ngày mốt có thời gian rảnh trước khi mà chúng ta lên, thì chúng ta sẽ thông báo trước nửa tiếng, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau học Phật Pháp mỗi ngày, mỗi tuần, để chúng ta ôn tập cái đời sống tâm linh, cái hạt giống lành trong thân, trong tâm của chúng ta. Thì hôm nay cái buổi sinh hoạt Phật Pháp mà chúng con cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn đức được an lành trong chánh pháp, gia hộ cho quý Phật tử được an vui trong Phật Pháp, và cầu nguyện cho nhị vị hương linh Đỗ Văn Ngọc, pháp danh Thiện Phước, vừa lâm chung cách đây 3-4 ngày tại Houston, nghe kinh nghe kệ, sớm sinh về thế giới lành. Và cũng nhân đây cầu nguyện cho hương linh Thê Sa Ni, thân mẫu của cô Linda, người Lào, ở chùa Thái ở Austin, thân mẫu cũng vừa ra đi cách đây 2-3 hôm, cũng nghe kinh nghe kệ, sớm sinh về thế giới lành. Cũng nhân đây chúng con cũng cầu nguyện hồng ân tam bảo, chư Phật, chư Bồ Tát, và cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sinh, những ai mà đã lâm chung vì căn bệnh dịch corona toàn cầu này mà ra đi, thì cầu nguyện cho chư vị hương linh sớm sinh về thế giới an lành, nghe được Phật Pháp, nghe được ánh sáng của ánh từ bi của Đức Phật, của giáo pháp và của tăng đoàn, cũng như nếu là không phải Phật tử thì nghe được ánh sáng của Chúa, được sớm sinh về thế giới lành. Và cũng cầu nguyện cho những ai mà đang mắc bệnh corona cũng sớm được khỏe mạnh, và cũng cầu nguyện cho cái bệnh dịch corona toàn cầu này cũng sớm mau chấm dứt, và nhất là có thuốc vaccine hữu hiệu do các vị bác sĩ hay các nhà khoa học chế ra, để có cái thuốc vaccine hữu hiệu trị cho cái bệnh corona toàn cầu này được chấm dứt và trở về cái đời sống thường, kết nối công việc làm ăn nước này qua nước kia, thế giới này qua thế giới kia, và nhà này được giao lưu đi máy bay, phương tiện xe cộ được thông thiên rộng rãi. Cuối cùng một lần nữa chúng con nguyện lòng ông tam bảo gia hộ cho đại chúng được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. May the merits of cultivation today be directed toward all living things and living beings on earth. Be well, happy, peaceful, and healthy. Sadhu, sadhu, sadhu. Lành thay, lành thay, lành thay. Well done. Well done. Well done.